Ok, xin chào các bạn. Thì đã khá là lâu kể từ lần mình đăng cái video đầu tiên giới thiệu về Bo ESP32S2 Mini này. Và các bạn có vẻ là rất là quan tâm đến nó. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ quyết định làm luôn một cái chuỗi video để nói về cái bo này. Rồi thì mình sẽ trình bày những cái nội dung gì? Mình sẽ trình bày những cái gọi là cái kiến thức, những cái nội dung mà cơ bản nhất để mình có thể dựa vào đó mà mình có thể sử dụng và lập trình cái bo ESP32S2 này. Thì những cái nội dung đó sẽ là gì nè? Đầu tiên á, là mình sẽ trình bày sơ về tổng quan về bo. Bo này được xây dựng dựa trên con chip gì nè? Hay là do hãng nào sản xuất? Để mình biết cái tên của cái bo này, để mình chọn cái bo để mình lập trình cho nó đúng. Thứ hai á, là mình sẽ trình bày cho các bạn các cái chân CPIO trên cái bo này mà mình có thể dùng được bình thường và những chân nào mà mình không được dùng. Thứ ba là mình sẽ trình bày luôn về các cái chức năng ngoại vi mà cái bo này nó cung cấp cho mình, như là bộ ADC, DAC, các cái chức năng giao tiếp như là UA, USB, P2C, SPI, vân vân. Ngoài ra cũng có các chức năng nội khác như là ngắt timer nè, ngắt ngoài, hoặc là nếu có thể là mình sẽ làm luôn cái một cái video nào đó về giao tiếp Wi-Fi ở trên cái bo này. Thì ở những cái video mà mình giải thích về chức năng á, mình sẽ có những cái phần lập trình và những cái phần code mẫu để mình lập trình cái bo này nó thực hiện các cái chức năng mà mình đã kể phía trên. Rồi thì mình sẽ đi vào cái nội dung chính của video ngày hôm nay ha. Thì ngày hôm nay mình muốn trình bày hai ý, đó là tổng quan về bo ESP32S2 Mini và các chân CPIO của nó. Rồi thì về phần tổng quan, bo ESP32S2 Mini là do hãng Wemos nó sản xuất. Thì Wemos là một công ty của Trung Quốc ha. Họ hay chuyên sản xuất các cái bản mạch phát triển dựa trên con chip là ESP, dòng chip ESP ha, như là ESP32 hay là ESP8266 chẳng hạn. Ví dụ như là bo ESP8266D1 Mini này, nó cũng là bo do cái hãng Wemos này nó sản xuất ha. Rồi thì quay lại với ESP32S2 Mini, thì cái bo này thì được xây dựng dựa trên chip ESP32S2 FN4R2. Nó đã có sẵn 4MB flash và 2MB BS RAM rồi. Thì á, thật ra cái con chip này á thì vẫn là do cái hãng Wemos, đúng, hay là do S-Rip? Không, con chip này vẫn là do cái Wemos sản xuất. Nhưng mà cái core của nó thì vẫn là ESP32S2. Thì cái core ESP32S2 á, là mình do cái hãng S-Rip, là hãng chuyên sản xuất về con chip ESP nó sản xuất ra. Thì Wemos á, nó mua về rồi nó ráp thêm cái bộ nhớ vào để nó lên thành 4MB flash và 2MB BS RAM đó, rồi sau đó đóng gói lại thành cái cục màu đen như thế này. Đấy, thì đó mới là cái con chip của mình, nó là màu đen trên đây. Đấy, nhưng mà cái core thật sự á, cái core ESP32S2 á, thì nó nằm chìm bên trong cái cục màu đen này rồi ha, cùng với hai cái bộ nhớ flash và BS RAM. Thì cái điều đặc biệt của cái con chip này á, thì là rõ ràng là nó hơn hẳn so với các dòng chip bình thường, là nó có bộ nhớ BS RAM nhiều hơn đáng kể, tức là nó lên tới 2MB, thật ra là rất là nhiều ha. Rồi thì BS RAM lớn á, thì nó sẽ giúp bộ nhớ RAM lớn, nó sẽ giúp cái bo nó hoạt nhanh hơn, lý thuyết là vậy nha. Nhưng mà bản thân cái bo nó cũng làm BS RAM á, nó thể hiện là RAM mình nhiều, tức là mình có chỗ để mình chạy code nhanh hơn, nhưng không có nghĩa là cái code của mình sẽ chạy nhanh hơn, tại vì do cái con chip của mình, cái core của mình á, nó không đủ tốc độ xử lý nha. Rồi thì á, do là cái con chip này á là do cái hãng Wemos này nó sản xuất, cho nên á, tên của bo này á, theo như mình xài ở trên platform IO thì nó sẽ là Wemos Lolin S2 Mini. Rồi thì tiếp theo mình sẽ trình bày về các cái chân CPIO của bo ESP32S2 Mini. Thì trên màn hình chính là cái pinout, mà cái sơ đồ chân mà mình đã tự vẽ ở trên PowerPoint. Thì mình sẽ có tổng cộng là 27 chân CPIO ở trên cái bo này, và nó đã được đấu thành những cái hai hàng chân ở mỗi bên, và nhiệm vụ các bạn sẽ hàn những cái header ra để tạo thành những cái pin á, mình có thể cắm breadboard vào rồi xài bình thường thôi. Rồi thì những cái chân á, mà đã được những cái chân CPIO á, mà nó đã được đấu ra thành những cái pin như thế này á, thì tức là bình thường á là mình sẽ xài được hết. Tuy nhiên á, thì mình vẫn có một số những cái lưu ý nhỏ như sau. Thứ nhất á, là chân CPIO 0, thì chân CPIO 0 á là
mình không có được lập trình ha. Và thật sự thì mình cũng chả có lập trình được, tại vì nó có đâu câu sẵn ra hình một cái chân pin nào đâu để mình gắn vào một quả vi bên ngoài nào. Nhưng mà cho dù nếu các bạn gì lập trình chơi chăng nữa thì cũng không được lập trình cái chân GPIO0 này. Tại vì chân GPIO0 á, mình ghi ở đây là một cái chân boot. Boot á là một chân để kết hợp với chân reset để đưa cái bo về cái chế độ nạp code. Nếu á chân boot ở mức 2 thì chương trình sẽ chạy bình thường, không có gì hết. Tuy nhiên nếu các bạn lập trình cho boot nó bị xuống lâu á thì chương trình của mình sẽ bị tạm dừng. Nó sẽ không hoạt động đúng như là mình lập trình nữa nha. Nên các bạn lưu ý là né cái chân GPIO0 ra. Thứ hai là chân EN. Chân EN thật ra chính là cái chân reset thôi. Thì á cái mục đích chân này á nó được câu ra một cái pin ra rằng cái gì? Thì nó giống như là một cái hardware reset mà mình có thể reset từ bên ngoài vào á. Rồi thì nhiệm vụ của nó là gì? Khi mà cái reset này nè, cái chân reset, cái chân EN này nó ở mức 2 á thì nó bình thường chả gì xảy ra cả. Tuy nhiên nếu reset á bị xuống mức low thì nó sẽ tương đương với việc mà mình nhấn nút reset. Thì như vậy á là mình sẽ reset lại cái bo và cái bo sẽ quay lại đầu chương trình, nó làm lại từ đầu. Rồi thì á cái chân EN thì được câu sẵn ra ngoài rồi á. Tuy nhiên á thì mình không có lập trình được cái chân này đâu ha. Thật ra là mình hoàn toàn có thể khai báo mình lập trình cái chân này được. Ví dụ như là cái platform IO của mình đi, khi mình nạp code xuống á thì nó sẽ có gọi là cái có cái dòng là tự động reset, thì nó sẽ gửi một cái lệnh xuống cái bo này để yêu cầu nó bo nó tự dùng cái firmware của nó để nó kích hoạt cái chân N này xuống mức low để nó tự reset lại cái bo và cái chương trình của mình nó chạy. Tuy nhiên á, nếu các bạn dùng lập trình cái chân này nè trên trong cái chương trình bình thường của mình á thì mình sẽ không làm được đâu nha. Tại sao là vậy? Nói chung các bạn suy nghĩ một chút xíu nè. Giả sử các bạn lập trình cái chân EN là chân reset của các bạn á nằm trong phần setup của cái Arduino của bạn đi. Ví dụ các bạn để reset ở trong phần setup của mình đi. Ví dụ mình reset ở đây. Chẳng hạn thì á chuyện gì xảy ra? Thì á chương trình á ở đầu chương trình, ở đầu chương trình này nó sẽ thêm thư viện nè. Dù nó có define gì, nó define hết ở đây, định nghĩa căn số gì, định nghĩa số ở đây. Và sau đó nó vô hàm setup. Khi hàm setup xong á, nó gặp cái lệnh reset. Khi gặp cái lệnh reset này, chuyện gì xảy ra? Thì bo sẽ reset đúng không? Mà như hồi nãy mình đã nói, khi bo vào chế độ reset á, thì nó sẽ quay lại đầu chương trình nó làm. Tức là nó sẽ quay lại trên đây nè, nó làm lại từ đầu. Nó làm xuống tới đây, nó gặp lệnh reset, và nó lại quay lại từ đầu. Nó cứ bị lặp lại hoài luôn. Đấy, như vậy thì cho dù bạn đặt ở bất kỳ chỗ nào trong chương trình á, thì chương trình nó giống như là bị một dòng loop vĩnh viễn vậy đó. Thì á, nên mình sẽ không có lập trình cái chân reset một cách bình thường ở trong cái chương trình của mình được ha. Đó là một điều mình khá là chắc chắn. Một cái lưu ý nữa là đối với bo ESP32S2 mini ha, thì cái chân số 15 là chân GPIO15 á, mình có thể lập trình được. Mình có thể là có một con led có thể lập trình được. Nó đây ha. Và cái chân số 15 này cũng được câu ra bên ngoài đúng không ta? Không, chỉ có chân 16, 18 và chân số 15 được câu thẳng ra một con led luôn. Và dưới đây là mình chưa nhìn thấy. Ok, thấy cái chân số 15 rồi. Thì mình hoàn toàn có thể lập trình số 15 này để nhấp nháy cái đèn led ở trên bo này ha. Thì bo được có một con led build sẵn là đặt ở chân GPIO15. Rồi, và một lưu ý nữa là chân 39 và chân 40. Thật sự mình không nghĩ là mình sẽ tô vàng hai cái chân này lâu, thì có thể là mình sẽ xóa cái màu vàng này đi. Tại vì á cùng với chân 41 và chân 42 thì đó chính là bốn chân di tác của cái con core ESP32S2 này. Tuy nhiên á cái bo này nè nó không được red out ra hai cái chân là 41 với 42 ấy, cho nên á là cho dù các bạn muốn di tác đi chăng nữa mà thiếu hai cái chân 41 42 thì nó cũng chả di tác được đấy. Cho nên là mình cũng là không có xài được di tác ở trên cái bo này. Thì di tác là một cái công cụ để mình nạp code vô thôi, cũng như là mình debug cái chương trình. Thì do nó không hỗ trợ được hai cái chân còn lại của di tác, cho nên cái bo này là không xài được di tác để mình debug ha. Rồi, thì để nạp code thì thường mình sẽ sử dụng cái cổng USB này. Thì cổng USB này là một cổng USB Type-C ha. Các bạn lưu ý tìm dây nạp code cho nó đúng. Thì cá nhân mình á, mình không có dùng dây nạp code bình thường. Thật ra là mình dùng cái dây nạp code, dây sạc pin của Samsung á, dây sạc nhanh nha, dây sạc nhanh của Samsung mà nó có cái đầu USB để mình cắm vô máy tính á. Đấy. Thì cái đại đó cũng là Type-C, thì mình cắm vô thì mình nạp code vô nó cũng bình thường. Đó là mình thấy nó sẽ là tiết kiệm nhất. Nếu các bạn có sẵn cái điện thoại Samsung mà nó có cái chế độ có cục sạc nhanh á, thì cái dây sạc nhanh đó các bạn hoàn toàn có thể lấy để nạp code được ha. Rồi, tiếp theo là một cái chủ đề nữa là cũng khá là hay, đó là ngoài những cái chân màu xanh dương bình thường là mình ghi là GPIO number ở đây, thì mình còn có ghi thêm những con số nữa ở ngoài cùng.
nó màu xanh dương đậm á, thì mình ghi nó là RTC-GPIO. Thì RTC-GPIO á chính là Real Time Clock GPIO. Thì nó là mình thấy cái chức năng mình dùng nhiều nhất á, dùng nhiều nhất của những cái con GPIO này á là dùng ở chế độ Deep Sleep, tức là khi bo ở chế độ ngủ sâu á, thì những cái chân GPIO này là những chân duy nhất mà mình có thể xài được mà thôi. Đấy, những chân còn lại mình không xài được. Nó gam khá là nhiều đúng không? Nhưng mà mình lưu ý vậy thôi. Đấy, cái này là dư sức xài rồi. Cuối cùng là để kết thúc cái video ngày hôm nay á, mình muốn trình bày thêm một ý nữa, đó là làm thế nào để nạp code cho cái bo này. Thì cái nội dung đó thì mình đã nói ở cái video đầu tiên về cái bo này rồi. Tuy nhiên á, lần này mình muốn đính chính một số cái thông tin cũng nhỏ thôi, thì mình cái bước thì cũng tương tự thôi. Tuy nhiên mình muốn đính chính là một số ý như sau. Thì đầu tiên á, ở bước đầu tiên là mình cắm bo vô máy, rồi sau đó mình kiểm tra trên device manager coi là máy nó có nhận gì được cái bo hay không, và thường câu trả lời nó sẽ là không. Tại vì cái bo á, khi mình mới mua á, thì nó sẽ gọi là sạch trơn luôn á, gọi là sạch tinh tươm, không có một vết bẩn luôn á. Tức là khi mà mình cắm cái bo vô á, thì do nó không có một cái chương trình, không có một cái lệnh gì cả, cho nên nó sẽ không gửi bất cứ một gói tin gì lên lại cái cổng USB của cái máy tính. Cho nên cái máy tính nó nghĩ á, là mình chỉ mới lấy nguồn của máy tính thôi, chứ mình không có cái thiết bị phía sau, nó chả có thiết bị gì cả. Tại vì nó không có phản hồi về để xác nhận là nó đã được nhận nguồn, nó đã được kết nối. Đấy, cho nên là cái máy tính không hiển thị gì hết, cái device manager nó trống trơn. Như vậy á, để mà cái device manager mình nó nhận diện được cái bo này á, mình phải làm nó bằng mọi giá thì mình mới nạp code được chứ. Đó, mình phải xử lý được bước tiếp theo. Thì mình làm sao? Thì mình phải đưa cái bo này về chế độ là DFU. Như mình chia sẻ trước á, là chế độ nạp code. Thì á, để đưa bo về chế độ nạp firmware, nạp code á, thì á, mình sẽ giữ đè nút CPU 0 và mình sẽ nhấn đồng thời cái nút reset. Đấy, nhấn nhẹ nút reset thôi. Đó, và sau mình buông ra à, thì lúc này á, cái bo nó sẽ đi vào thì cái trạng thái là DFU. Thì lúc này nó sẽ gửi một cái gói tin nhỏ lên cái máy tính của mình để mình thì á, lúc này nó sẽ hiện một cái driver là SB32S2. Đấy, thì cái driver này nó bị lỗi, thì hiển nhiên nó bị lỗi rồi, tại vì làm gì có cái driver cho cái ESP32S2 này, đúng không? Cái máy tính chắc chắn không có. Tuy nhiên á, thì một điểm khá là hay của cái hệ điều hành Windows á, là đối với Windows á, thì nếu một thiết bị giao tiếp qua USB, một thiết bị lạ cắm vào á, máy tính không nhận dạng được cái driver phù hợp cho nó, thì á, cái Windows á, nó sẽ tự động gán cái driver là USB serve.sys. Thì đây là một cái driver USB serial. Tại vì cái thiết bị của mình có giao tiếp mà, nó có gửi một gói tin lên mà. Tuy nhiên nó, mình không biết nó là cái gì thôi. Đấy, mà mình không có cái driver phù hợp cho nó. Cho nên mình tạm thời, cái hệ điều hành Windows nó sẽ tạm thời nó gắn cái driver này vào cho để giao tiếp với cái bo này một cách tạm thời mà thôi. Cho nên ta sẽ thấy ở trên cửa sổ Device Manager nó lại hiện thành hai thiết bị, đó là một cái thiết bị bị lỗi, đó là SB32S2, và một thiết bị nữa đó là USB serial port này, đúng không? Đó, tính là và nó được hiển thị là COM3. Rồi, thì á, để mà mình nạp code á, thì lúc này á, nó đã nạp code được rồi đó, thì nó đã sẵn sàng nạp code. Thì lúc này á, ta chỉ cần mở cái IDE lên và sau đó mình tiến hành nạp code thôi. Sau khi nạp code xong á, thì vẫn chưa đâu, thì mình vẫn phải nhấn reset lần đầu tiên thôi. Thì ở lần đầu tiên nạp code á, thì các bạn có thể sẽ phải nhấn reset này một lần thôi, phải tự nhấn ha. Nhấn một cái thì ngay lập tức nó sẽ tự động quay về, tự động xóa mất cái driver SB32S2 cũng như là cái driver tạm thời cái COM3 này nè, và nó được thay thế bằng cái COM4. Thì đây mới là cái cổng giao tiếp chính thức của mình. Đấy, chỉ vậy thôi. Thì ở những lần nạp tiếp theo á, thì mình sẽ không cần phải gọi là nhấn hardware reset một lần nữa mỗi lần nạp code. Tại vì như mình đã nói ha, platform IDO á, thì nó có hỗ trợ mình cái vụ là hardware bằng reset bằng firmware mỗi lần nạp code. Cho nên mỗi lần mình nạp code thì platform IDO nó tự gửi một cái lệnh yêu cầu reset xuống thôi. Thì mình chỉ cần nạp code thì nó sẽ tự reset cho mình, và mình không cần nhấn reset nữa ở những lần nạp tiếp theo. Ok, thì video này thì chỉ đến đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình ha. Và nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì các bạn hãy cho mình một like, nhấn nút đăng ký kênh để giúp kênh ngày càng được phát triển ha. Ok, cảm ơn các bạn và hẹn các bạn ở các video khác.